kiên quyết. Xin chào, tôi đang ở chợ cây Hoàng Hoa Thám. Đầu tiên là cây củng cối. Củng cối mini. Kim sa tùng đẹp quá nhỉ. Bao tiền chị? Đẹp nha. 3 triệu. Đẹp quá là đẹp. Da đen nhánh nha. Đó nha, kim sa tùng. Nó mùi thơm thơm ngát ngát. Người ta thích không? Rất già và rất bay. Đẹp đấy. Mà tôi về quê tôi khai thác một ít cây này. Cây này ở quê vô cũng có. Ngày xưa rất nhiều nhưng mà không ai để ý. Ngày xưa cứ hay làm chổi đấy. Cây này. Đây các bác nhé. Cây này ngày xưa ở các vùng quê ấy, toàn là lấy làm chổi. Bây giờ tôi cũng thấy các chị lao công ở Hà Nội hay quét đường bằng cái này. Rất là sạch, quét bằng rất là sạch. Đây, cây Hải Châu đang làm. Chẳng thấy bao nhiêu. Cây sơn liễu. Rất hoành tráng. Trong nó dập nó quay được. Sườn liễu này được đấy.
16 hoặc 3 tháng quá nhá. Đấy. Rẻ các thế này. Hôm nay có chợ cây Hà Đông nhưng mà tôi bận không đi được. Lên đây có việc trên này. Đấy. Hôm nay trên này rất nhộn nhịp. Tôi vừa thấy một cây ổi đằng kia, chắc tí tôi ra đây một cây ổi. Đấy, các thế. Chơi mẫu đơn các bác. Cây đơn ta này như này tôi rất là thích. Các bác có khi nhìn thấy bình thường, tôi rất là thích cây này. Đơn ta này rất là già mà. Nó có cái cành. Cây này mà chăm chút vào thì rất là đẹp. Nó thành luôn này. Đấy. Chờ nó còn giật thêm cái ngọn lên nữa. Cái cành buông là điêu đà rồi. Chơi bonsai thì nó sắm ít phân này nhá. Đấy, kinh trượt. Trong kia khá nhiều nhưng mà hơi ngại vào nhà người ta hơi ngại. Quay cái bệ này chưa nhỉ?